xin chào tất cả các bạn các chị. Hôm nay mình sẽ giới thiệu với các bạn các chị về những cái dòng xe Honda đó, mà đặc biệt là Honda Accord nha các bạn. Bởi vì bình thường là các bạn các chị coi là xe Honda rất nam nhiều, bây giờ hôm nay mình sẽ giới thiệu với các bạn các chị về những dòng xe riêng Accord nữ rồi. Đó, những dòng xe này thì chỉ có các bạn các gì các chị đi làm tuyệt đẹp. Đó là những cái chiếc xe Honda Accord rất là đủ màu sắc luôn nha các bạn. Và chiếc xe đầu tiên em cũng xin giới thiệu với các bạn các chị đó là chiếc xe Honda Accord màu xanh, màu xanh hy vọng. Chiếc xe Honda Accord này thì khá là mới, liền làm xanh đẹp. Mua về chỉ có việc đề máy lên là chạy liền các bạn. Và xe này thì rất là ít có hư hỏng quặt, rất là ổn định, máy móc rất là ngon. Xe thì xe zin toàn tập, từ trên xuống dưới, từ dưới lên trên xe còn khá là sạch đẹp, máy móc thì chuẩn chỉnh nghiêm chỉnh, từ trên xuống dưới. Em này là đời cuối 2014 nha các bạn. Đó, và với một chiếc xe Honda Accord đời cuối 2014, biển số là 59N187032. Thì với một cái chiếc xe này thì mình mong muốn bán với giá là 37 triệu nha các bạn, 37 triệu cho một chiếc xe Honda Accord màu xanh tuyệt đẹp chính chủ, bao thử bao test bao ký giấy sang tên toàn quốc. Từ trên dưới máy móc thì không cần bàn luôn các bạn, ngon cực kỳ, bảo hành 2 năm. Và kế nữa, ngoài màu đỏ, ngoài màu xanh thì bắt đầu em tới giới thiệu màu đỏ. Đó là cái chiếc xe màu yêu thích của em, đó là màu đỏ này. Mình nghĩ cũng có một số các bạn các cô chú các anh chị cái gì cũng thích màu đỏ, bởi vì màu đỏ nó toát lên cái sự sang trọng, đẹp, may mắn. Vỏ ruột là dày mới tinh. Quá mới, một cái xe nó mới từ trên xuống dưới, từ trái qua phải. Thì còn cái máy thì các bạn kêu là như thế nào, máy thì đương nhiên nó phải ngon rồi các bạn. Mấy cái xe này cái máy là cái như thì thầm mà không có lo gì cả, xe này được dán carbon không, màu đỏ mới tinh, đẹp ơi là đẹp luôn. Xe này thì có chìa khóa thông minh bất kỳ. Xe còn liên lạc sạch đẹp. Và cái chiếc xe Honda Accord màu đỏ này thì em nó có cái đời là cuối 2017. Cuối 2017, biển số là 59L245952. Đó. Và với một cái chiếc xe Honda Accord này các bạn thấy không? Rất là đẹp. Từ trên xuống dưới, từ trong ra ngoài nè, ốc tán còn đẹp mới tinh luôn. Đó. Chỉ việc mua về là đề máy lên là chạy thôi. Và với chiếc xe Honda Accord đời cuối 2017 này thì mình mong muốn bán với giá là 43 triệu nha các bạn, 43 triệu. Đó, vẫn là có chế độ bảo hành 2 năm hoàn toàn miễn phí luôn. Đó. Kế nữa thì ngoài màu xanh màu đỏ rồi, bây giờ đến màu màu này là màu màu thiên thanh. Đó. Màu xanh thiên thanh, màu xám xám xanh hay là màu phai môn gì cũng được. Đó. Cái màu này thì nó là giống như cái màu tổng hợp, màu cá tính của trong hãng người ta làm ra, người ta pha màu đặc trưng. Xe thì rất là mới, không bán nha, màu trong sơn màu nguyên. Mấy cái xe này chỉ có là cái màu sẵn với cái đời với giá thôi nha các bạn, chứ còn máy móc thì cực kỳ ngon rồi, quá đẹp quá mới nữa, liền là sạch đẹp hết từ trên xuống dưới, từ trong ra ngoài, từ trước ra sau, quá đẹp. Và với một cái chiếc xanh xanh xám
carbon này, em này màu đặc biệt quá đó. Thì chiếc xe này cũng là đời cuối 2017 luôn nha các bạn, nhưng mà cái màu nó đẹp quá thì nó sẽ có cái giá gọi là tượng trưng mắc hơn 1 triệu, gọi là, nhưng mà khi các bạn các chị mua có khi cũng được bớt nha. Đó là em xin báo cáo vậy để các bạn các chị thoải mái lựa chọn. Xe này cũng là đời cuối 2017, chìa khóa thông minh đó, chìa khóa bếp ga, và tất cả là đều được tặng chế độ thay nhớt miễn phí, thảm lót sàn miễn phí và gương chiếu hậu nghiêm chỉnh hai cái, đồng thời là chế độ bảo hành 2 năm cho các bạn các anh chị đi hoàn toàn yên tâm đó, từ trên xuống dưới, từ trong ra ngoài, từ trước ra sau chuẩn chỉnh đó. Chỉ việc mua là chạy thôi, mà chạy là đi đến nơi về đến chốn, ngon lành cành đào. Và một lần nữa em xin thưa lại là chiếc xe Honda Accord này em muốn bán với giá là 44 triệu nha, 44 triệu cho một chiếc xe hai đời 2017, màu khá là đặc biệt. Rồi, cảm ơn. Và thế nữa là có chiếc xe màu trắng đó, em xin giới thiệu với các bạn cái gì màu trắng. Xe này thì thấy nó có hoa văn khá là nhiều, bởi vì các bạn trẻ, các bạn nữ mà mỗi người mỗi một sở thích, mỗi một cá tính riêng đó, thì mỗi người chúng ta cứ lựa theo cái sở thích cũng như là cái mình thích cái gì mình làm thôi, tuổi trẻ mà thích cái gì mình làm cái đó thôi. Làm con gái thầm thích đi mấy chiếc xe này còn thích hơn nữa, bởi vì nó rất là lướt và nó đi ngon, đi nhìn nó cảm thấy nó rất là đẹp. Nữ mà đi ra đất mốt là đẹp, mà giá tiền nó cũng vừa phải để chúng ta đầu tư cho một cái mức độ vô một cái phương tiện đi lại nó vừa phải, không quá nhiều nhưng mà cũng không quá ít, nó vẫn thể hiện lên được một cái sự sang trọng cũng như một cái sự thời trang nhất định. Và chiếc xe màu trắng khá là đẹp này em, nó có cái đời là đời cuối 2019 đó, biển số là 50N179093, logo là được coi như là mạ vàng luôn đó, cho nó đẹp, phiên bản khá là đẹp, mới liền lạc, chìa khóa là thông minh luôn. Và với chiếc xe màu trắng này thì mình mong muốn bán với giá là 46 triệu cho một chiếc xe đời cuối 2019. Ngoài ra còn khá là nhiều cái xe màu sắc khác nữa cũng như là cái đời, các bạn có đủ đời hết á, đủ đời hết, có màu đỏ này, hoa văn nữa là, rồi màu xám đen, đời 23. Nói chung là từ đời 2014 cho đến 2023 là có đủ hết các bạn, và đủ màu hết. Thì chỉ quay tượng trưng vậy, thì khi các bạn các chị thích màu nào em sẽ quay trực tiếp cho các bạn các chị coi màu đó, từng cái màu sắc theo cái sở thích cũng như là theo cái phong thủy gì của các bạn ha. Thì theo em nghĩ là mình đi cái xe nó ngon và cái giá tiền nó phù hợp thì nó tốt nhất. Còn cơ bản các bạn các chị muốn gì là em sẽ luôn đáp ứng cái nhu cầu cũng như là cái sở thích và mong muốn của khách hàng, bởi vì khách hàng là luôn đúng, cho dù như thế nào thì khách hàng cũng luôn đúng, và mọi cái nhu cầu của khách hàng em sẽ cố gắng luôn đáp ứng như ý khách hàng, như ý hài lòng người ý đó. Và xin thưa với các bạn các anh chị là những chiếc xe này thì là chuyên của Honda đắt nữ nha các bạn, chuyên là Honda đắt mốt. Ngoài ra còn khá là nhiều cái dòng xe Honda đắt Việt Nam, nhưng mà nam của nam nữa, mỗi đắt lớn á, thì khi các bạn các anh chị có nhu cầu thì em sẽ hỗ trợ cho các bạn các anh chị chiếc xe đắt nam luôn đó. Thì như đây thì các bạn có lựa chọn chiếc xe Honda đắt nữ cho những người thân yêu của mình nha. Và ngoài ra thì có cái chương trình là trả góp cho các bạn các anh chị, một đó là mình có thể là mình trả theo thẻ tín dụng hay quẹt thẻ gì cũng được, hai nữa là mình có thể là mình trả, mà nếu mà tài chính nó khó khăn quá thì chúng ta có thể trả lãi suất không đồng, nhưng mà thường lãi suất không đồng á là không có trả tiền trước mà lấy xe các bạn, thì sau một khoảng thời gian nhất định thì cái lãi suất nó khá là nhiều hơn, nên chúng ta nên lựa chọn một cái
góp nó vừa phải thôi thì nó sẽ tối ưu về mặt kinh tế hơn, nếu mà góp không đồng thì nó sẽ rất là tính nhiều tiền. Đó là cái những cái gì mà em trao đổi chia sẻ với các bạn. Còn nếu mà chỉ mua cái xe bị ở 40 mấy triệu vậy là chỉ cần có 10 triệu mấy triệu thôi thì mình góp nó sẽ rẻ hơn rất là nhiều, rất nhiều luôn, nó phù hợp. Đó, chúng ta có tiền đó để dành, chúng ta làm cái công việc khác nó ra tiền trả cho cái tiền thu góp. Nếu mà các bạn cái gì nào có tiền của mình đó là quá tuyệt vời rồi. Thôi một lần nữa em chúc tất cả các bạn các anh chị luôn luôn gặt hái được nhiều thành công như là hạnh phúc trong cuộc sống và đưa ra những cái quyết định thật tối ưu nhất nha. Rồi em xin chân thành cảm ơn.